Người phụ nữ đi đường cứ không ngừng lắc hông này, tiền công thuê một ngày chỉ có 1.000 tệ. Sao trông gần trẻ. Nhưng người đàn ông lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ kích thích, chỉ thấy người phụ nữ cởi áo khoác ngoài ra, trực tiếp đặt mông ngồi lên bàn. Người đàn ông giả vờ bình tĩnh, hay là thử kiểu lạnh lùng một chút nhỉ, nhưng nó cũng không làm khó được người đẹp. Cô tiện tay gắp một điếu thuốc lá, bật lửa một cái, ánh mắt lập tức trở nên cao ngạo lạnh lùng. Quan trọng là chị máy bay ngon như này, mà phí còn rất rẻ nữa. Người đàn ông lập tức vỗ bàn, người vợ thế này anh lấy là chắc rồi, người phụ nữ này có tên là Emily, trùng hợp thật, chắc chắn là trùng hợp. Vậy tại sao người đàn ông này lại muốn phỏng vấn tìm vợ chứ? Chuyện là thế này, người đàn ông này tên là Tiểu Bao, lăn lộn suốt mười mấy năm, không dễ gì mới lên được chức quản lý của công ty, nhưng không ngờ mới đây lại bị bạn gái cắm cho một cái sừng dài 5 mét, hình tượng vỡ nát chưa nói, còn bị bạn gái sỉ nhục giữa chốn đông người. Tiểu Bao không chịu được sỉ nhục như vậy, chủ động xin được điều đến chi nhánh ở Cáp Mỹ Tân. Nhưng trước khi rời đi anh đột nhiên nhớ đến, đống tiệc cưới đã tốn ra suốt bao nhiêu năm qua, ít nhất cũng phải đến 3-400 nghìn tệ. Chuyến này bị điều đến Cáp Mỹ Tân, cách mọi người hơn 3.000 cây số. Muốn nhận lại tiền thiệp đã đi thì chắc phải nằm mơ. Vì vậy, anh em tốt của anh, Dari, đã cho Tiểu Bao một ý tưởng. Trước khi đến Cáp Mỹ Tân thì tổ chức một tiệc cưới giả. Như vậy thì đống tiệc mừng kia đều sẽ được thu về đầy đủ thôi. Còn bạn gái cũng đã tìm được đại gia, thì tất nhiên anh cũng phải tìm người đẹp chân dài mới có thể nuốt trôi cục tức này. Thế là anh liền tìm thuê một nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng người ta dù gì cũng là dân chuyên, sao có thể tùy ý diễn trò với Tiểu Bao được chứ? Thế là anh dùng danh nghĩa là quay phim, gọi Emily đến để thử vai. Trong bữa tiệc chia tay của công ty, nhìn thấy nhiều diễn viên quần chúng như vậy, Emily cũng bị hù một phen. Sau đó, liền đến lượt Emily biểu diễn. Cô ấy mặc một chiếc váy sườn xám, chỉ với vài bước đi khi đã thể hiện ra được cảm giác của một quý phu nhân. Đắt giá nhất là đôi mắt của cô mị hoặc vô cùng, cứ chăm chăm nhìn vào bạn gái cũ của Tiểu Bao, chọc đối phương tức đến sắp nghiến mẻ cả răng. Vở kịch này không thể không làm cho người khác tán thưởng. Cục tức này cuối cùng cũng xem như tan đi rồi. Nhưng đã thì đã thật, nhận thiệp mừng mới là quan trọng nhất. Vì đống thiệp mừng này, Tiểu Bao quả thật là rất hết liêm sỉ. Làm đến mức này luôn rồi, các đồng nghiệp cũng không thể không móc túi tiền ra, nhưng sếp lớn Băng Ca vẫn cảm thấy có thể vùng vẫy thêm một chút. Vừa nói xong, một giỏ phong bì đỏ liền được đưa ra. Sau đó nữ đồng nghiệp tiếp lời. 5 vạn tệ tiền mặt, nói lấy liền lấy, không còn cách nào, giờ thì chỉ có thể xếp hàng rồi thành thật dâng hồng bao lên thôi. Mà đến cái bóng của tiệc cưới cũng không thấy đâu, ngồi không lại nhận được 8 vạn tiền mừng cưới. Điều đó khiến Tiểu Bao sướng rơn cả người. Giờ chỉ cần tìm đại một cái cớ, nói là kế hoạch quay phim bị ngừng quay, rồi kêu Emily về đi. Thế là đại công cáo thành. Nhưng cứ đúng vào lúc này, Băng Ca đột nhiên gọi tới, nói là có người tố cáo Tiểu Bao dùng hôn thê giả để lừa lấy tiền mừng. Lấy ngón chân cũng nghĩ ra được, chắc là bạn gái cũ của anh giở trò. Nói thế nào Băng Ca cũng đòi Tiểu Bao tổ chức đám cưới ở đây trước khi đi Cáp Mỹ Tân. Giờ thì có kịch hay để xem rồi. Tổ chức đám cưới giả, không những phải lừa đồng nghiệp, còn phải lừa luôn cô vợ giả của mình. Mà 8 vạn tệ vừa đến tay, chỉ xứng là cát giữa sa mạc so với tiền làm tiệc rượu mà thôi. Thế là Tiểu Bao quyết định, đã làm thì làm cho chót. Nếu đã làm lễ cưới, thì tính luôn cả người thân, bạn bè, hàng xóm gần xa, mời hết bọn họ đến dự, để tiện gom tiền mừng luôn một thể. Nhưng mỗi tiền tổ chức một đám cưới cũng đã tốn không ít, phải làm sao đây? Quả nhiên vẫn phải trông cậy vào Dari. Dù sao anh ta cũng từng là thân tín của Vương Đa Ngư, anh ta lấy danh nghĩa quay phim, lừa nguyên một đội ngũ phục vụ của khách sạn 5 sao đến, ngay cả đồ ăn thức uống đều miễn phí. Vấn đề lớn của hôn lễ được giải quyết. Tiếp đến họ bắt đầu tuyển diễn viên. Đáng nhắc đến nhất vẫn là ông bố này, Lưu Năng, không đi diễn tình yêu phương quê mà chạy đến đây đóng phim. Vì để diễn xuất thêm phần chân thực, Tiểu Bao thậm chí còn mời luôn bố mẹ ruột của mình đến. Tất nhiên, cũng là lấy danh nghĩa làm phim lừa họ đến. Cho đến khi mọi người đều đã tưởng không còn sai sót gì, thì bên kia, bạn gái cũ của Tiểu Bao dùng điện thoại tìm kiếm, phát hiện người mà Tiểu Bao gọi là vị hôn thê, hóa ra là một diễn viên. Tên này quả thực đã dùng tiệc cưới giả để lừa tiền mừng. Đã đến lúc trả thù rồi. Vì để phá hủy đám cưới này, cô ta âm thầm mời cha mẹ ruột của Emily tới. Lúc này, đám cưới giả sắp lộ tẩy rồi. Đám cưới tiếp sau đây đã trở thành một bữa hồng môn yến. Trước khi bạn gái cũ xuất hiện, Tiểu Bao vội vã đem hai ông bà ấy của cô dâu giả giấu đi, lấy lý do là đang quay một bộ phim để lừa họ, còn trực tiếp lừa bọn họ tham gia lễ cưới, dùng cha mẹ thật để đóng vai cha mẹ của Emily luôn. Mà hai diễn viên được chọn lúc đầu lại bị bạn gái cũ hiểu lầm thành cha mẹ ruột của Emily, còn bị kéo đến hiện trường làm nhân chứng. Kết quả thành ra khó xử. Bạn gái cũ lúc này mới biết mình đã bị chơi khăm, rõ ràng biết đó là một trò lừa gạt nhưng lại không có bằng chứng, bạn gái cũ chỉ có thể giở trò nổi điên, cuối cùng bị cưỡng ép kéo ra ngoài, nguy cơ tạm thời được tháo gỡ. Tiểu Bao cũng vã một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng trong tiếng vỗ tay, đám cưới này coi như đã thành công mỹ mãn. Phim này có tên là Đại Hồng Bao, chủ đề vô cùng thực tế, chủ yếu là mỉa mai các kiểu hồng bao hỗn loạn trong xã hội ngày nay, trên danh nghĩa là mời tiệc rượu mời khách, nhưng thực tế lại là đầu tư trục lợi. Tin chắc rằng có rất nhiều người đều gặp phải hoàn cảnh tương tự, mà cốt truyện đằng sau bộ phim review vẫn chưa kể hết. Đại khái là thế này, mặc dù đám cưới đã diễn ra suôn sẻ, nhưng bạn gái cũ vì muốn vạch trần anh, kết quả là làm cho mình mất hết mặt mũi, sau này cũng vì vậy mà bị công ty sa thải. Tuy rằng lừa được tiền, nhưng Tiểu Bao luôn vì thế mà lương tâm bị cắn rứt, sau cùng vẫn là trả lại tiền mừng và thừa nhận lỗi lầm của mình trước mọi người. Về lý do tại sao anh ta lừa tiền cũng có một câu chuyện cảm động khác, giải thích động cơ của anh ta. Bộ phim Đại Hồng Bao này trước Tết Nguyên Đán đã được công chiếu, gần đây cũng đã được cập nhật trên nền tảng video trực tuyến. Bạn có thể xem nó trên điện thoại của mình. Người nào có hứng thú thì nhanh chóng đi tìm xem đi nào.